Đức Tiến xin chào mọi người đang đến với chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm cùng với những gương mặt nghệ sĩ mới, những người sáng tác những giọng ca mới trên kênh radio Đồng Ca Nhỏ của Đức Tiến. Kính thưa mọi người, là cái chương trình này sẽ được phát sóng mỗi ngày trừ Chủ nhật, và sẽ được thông báo trên Facebook về cái tên gọi của chương trình là Tâm Tình Giữa Ngọ. Thì mọi người có thể chia sẻ cho tất cả bạn bè để nghe những cái ca khúc rất là mới của những cái nhân vật rất là mới, những người nghệ sĩ mới, như một cách nào đó chúng ta có được những cái bữa ăn tinh thần trong cái ngày tháng đại dịch. Đó là cái nguồn cơn mà Tiến muốn chia sẻ cái chương trình này. Thì ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ giới thiệu một người nhạc sĩ mới. Anh chính là, tên thật là Dương Thành Phương, nhưng nghệ danh của anh là Tường Cát. Trước kia thì nhạc sĩ Tường Cát làm việc trong quân đội nhưng đã xin nghỉ. Đó cũng là một quyết định khó khăn, kính thưa quý vị. Giờ thì anh xin nghỉ về quê sống. Anh chia sẻ rằng mình sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Mình viết nhạc chỉ là đam mê. Ngoài nhạc tình ra thì mình hay viết về chủ đề xã hội hay là chủ đề bảo vệ môi trường. Nói chung là viết tự do. Như các bài hát thì hầu hết như có trên YouTube, như là bài Gỗ Về Nhà Ai, Lũ Về Nhà Dân, Chết Đi Thân Đỏ Làm Gì, nói về con tôm, thì Về Đi Con, hay là ca khúc Về Thăm Quê, Cuộc Tình 20 Năm, vân vân. Kính thưa quý vị, là Tiến gặp nhạc sĩ Tường Cát cách đây cũng 5 năm, trong một cái dịp gặp ở cái quán cà phê của Tiến. Thì lúc đó có sự hội ngộ lần đầu tiên nữa của nhạc sĩ Viễn Nguyên. Lúc đó hai anh em Tường Cát và Viễn Nguyên đến quán Tiến với sự giới thiệu của một nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thì khi đó Tiến cũng vừa mới đi diễn ở bên Úc về. Thì lần đầu tiên gặp hai anh em nhạc sĩ, nói chung là nhìn vô là biết tỉnh lẻ rồi, nhìn cái tính chân chất là mình thấy là mình kết rồi. Bởi vì nhạc sĩ cái toát ra cái tinh thần của cái việc của một người tự do, không bị ràng buộc bởi ai về mặt đời sống cũng như là trong sáng tác, cho nên thành ra là cái sóng nó dễ bắt với nhau. Thì nói chuyện ở một hai câu thì mình cũng là người Việt Nam và cũng có cái ảnh hưởng cái tính xưa của mấy người già xưa đó. Thì Tiến cũng không biết làm gì gặp được hai anh em, thì đó là cái kỷ niệm nhớ hoài. Là gặp hai anh em thì lát nữa hai anh em sẽ, một người sẽ về Bình Định, một người thì về lại miền Trung. Thì mình cũng không biết làm gì kỷ niệm, đó là mình tìm trong cái vali thì mình thấy có hai chai dầu gió, có một cái mình ngồi mình nghĩ là thôi hai chai dầu gió này là cũng là đồ ngoại, cho nên thành ra là mình tặng cho nhau. Nó không phải là một cái gì đó gọi là ghê gớm, nhưng mà cũng có cái để kỷ niệm cho nhau. Chính có thể là nhờ cái câu chuyện đó, rồi nhờ sự kết nối đó mà ngày hôm nay Tiến lại giới thiệu được cho tất cả mọi người về nhạc sĩ Tường Cát. Cái ca khúc này mà ngày hôm nay Tiến gửi đến tất cả mọi người, đó chính là cái ca khúc có tựa đề là Nhớ Trường Xưa, qua tiếng hát của ca sĩ Duy Thắng. Thì theo chia sẻ của nhạc sĩ Tường Cát rằng ca khúc này nhạc sĩ viết vào năm 2006, nhân dịp mình đi phép về, hồi đó là đi lính, thăm lại trường xưa vào một ngày hè. Anh tả giống như thời chiến tranh mà. Thăm lại trường xưa vào một ngày hè, tiếng ve râm ran, cành hoa phượng rực đỏ góc sân, nhưng vắng bóng người. Cảm xúc đó mình viết nên ca khúc Nhớ Trường Xưa. Và ca khúc này cũng may mắn đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác cùng đài Bolero, đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Thì đó là cái điểm son trong cái sự nghiệp sáng tác lâu dài sau này nữa. Dù chỉ là giải khuyến khích, bản thân Tiến thì cũng giải khuyến khích khá nhiều, cho nên thành ra là mình cứ đó coi đó là động lực. Thì vào năm 2008, hình như là Tiến nhớ cái cột mốc thời gian như vậy,
cả nhạc sĩ Tường Cát cùng nhạc sĩ Vĩ Nguyên cùng một tác giả nữa, là một trong những tác phẩm hiếm hoi đồng tác giả của ba người đoạt một cái giải sáng tác ở bên Úc, về tinh thần chia sẻ xã hội cuộc sống. Đó là một trong những cái điểm son nữa dành cho cái sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ chúng ta. Và kính chúc cho tất cả mọi người có một cái buổi nghe nhạc thật là vui cùng với những cái thông tin về những người nhạc sĩ vẫn lặng thầm như là anh Tường Cát hay là anh Vĩ Nguyên, như là chúng tôi vẫn mang đến cho cuộc sống những cái giai điệu của cuộc đời thông qua âm nhạc, để cho mọi người có những cái giây phút relax, món ăn tinh thần. Và sau đây, không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ đến với ca khúc Nhớ Trường Xưa qua tiếng hát của ca sĩ Duy Thắng, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Cát. Mời mọi người cùng thưởng thức. Và mọi người nhớ nghe xong nhấn đăng ký kênh của mình nhé. Và nhớ nhấn chuông để khi có những cái tác phẩm mới thì YouTube sẽ phản hồi tự động và cho mọi người cùng đón xem mà không bị bỏ lỡ khi công chiếu trực tiếp. Và sau đây, không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ đến với ca khúc Nhớ Trường Xưa. Trong tan trường nơi cuối đường sao xuyến long ai hè đã về phường vĩ đơm hoa những chùm hoa rực đỏ khung trời một nhánh hoa lặng lẽ không giữ làm đôi để bây giờ ta mãi chia phôi. Trường xưa dù bóng mong chờ hàng cây lẻ bóng bơ vơ đường này soi đá chờ chân ai về chốn cũ em có về để nắng đung đưa để hàng cây gọi gió nô đùa thời gian trôi dù những kỷ niệm biết ai còn nhớ trường biết ai còn nhớ trường xưa. Trong tan trường nơi cuối đường sao xuyến long ai hè đã về phường vĩ đơm hoa những chùm hoa rực đỏ khung trời một nhánh hoa lặng lẽ không lời cánh phương hồng ai giữ làm đôi
hàng cây lẻ bóng bơ vơ, đường này sỏi đá trơ vơ, bước chân ai về chốn cũ. Em có về để nắng đung đưa, để hàng cây gọi gió nô gian trôi, dù những kỷ niệm biết ai còn còn nhớ trường xưa, biết ai còn còn nhớ trường xưa, biết ai còn còn nhớ trường.